Xin chào cả nhà, trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho dòng xe Kia K3 phiên bản 2.0 Premium này nha quý anh chị. Hiện tại bên em đang có đủ màu, đủ xe giao sẵn cho quý anh chị luôn. Trước mắt quý anh chị đây là phiên bản 2.0 Premium màu xanh đời 2022. Hiện tại bên em đang thanh lý với cái giá rất là hợp lý, đó là 639 triệu thôi nha quý anh chị, sau khi trừ hết tất cả các ưu đãi. Nếu mà mình lăn bánh thì lăn quanh đâu đó tầm khoảng 700 thôi. Đây là cái mức giá rất là hợp lý. Quý anh chị có thể cân đối để sở hữu một chiếc xe ở phân khúc C với đầy đủ những tính năng tiện nghi, tính năng an toàn vượt trội. Con này nó sẽ có những cái tính năng như sau. Đặc biệt đó là tính năng đề nổ từ xa làm mát xe trước khi mình di chuyển. Không phải là một chiếc xe nào ở phân khúc C nào cũng được trang bị đâu nha quý anh chị. Em sẽ thao tác cho quý anh chị xem nhé. Đây là chìa khóa của xe, quý anh chị chỉ cần nhấn nút khóa cửa 2 lần giùm em. Rồi, ok, sau đó quý anh chị sẽ nhấn giữ nút hô này giúp em tầm khoảng 5 giây thì xe sẽ tự động đề nổ. Đó, quý anh chị có thể nghe được âm thanh. Nếu mà mình không sử dụng xe trong vòng 10 phút, xe sẽ tự động tắt nha. Đây là cái tính năng rất là hay đối với chiếc xe Kia K3 này. Rồi, em sẽ giới thiệu thêm một số tính năng trên chiếc xe này để cho quý anh chị đưa ra cái sự lựa chọn phù hợp. Chiếc xe này khi mà quý anh chị mua qua ngân hàng thì bên em sẽ bao đậu hồ sơ vay tùy theo thu nhập của quý anh chị mà cái mức lãi suất nó sẽ tương ứng. Thủ tục trả góp rất đơn giản, chỉ cần cung cấp cho em những giấy tờ tùy thân như là căn cước công dân, xác nhận mã định danh, xe là xác nhận cư trú, thì bên em sẽ hỗ trợ được cho quý anh chị. Nếu mà mình có gia đình, chuẩn bị cho em giấy đăng ký kết hôn. Còn nếu mà độc thân, chuẩn bị cho em giấy xác nhận độc thân. Đó là những giấy tờ cần thiết. Còn về hồ sơ tài chính thì anh chị có làm công ty, có lương sao kê thì mình sẽ sử dụng những cái giấy tờ đó. Còn nếu không thì bên em vẫn hỗ trợ làm được cho quý anh chị nhé. Với thiết kế hoàn toàn mới về đèn, mặt ga lăng thì chiếc xe Kia K3 đang sở hữu cho mình một vóc dáng rất là cân đối, cơ bắp và thể thao. Đèn pha của xe được thiết kế là full LED và nó sẽ có dải đèn LED chạy ban ngày. Đây là cái cụm đèn pha của xe, nó có đèn LED chạy ban ngày luôn nhé. Cả đèn cốt, đèn pha đều là đèn LED hết. Ở phía trước trang bị cho quý anh chị là 4 cảm biến giúp cho người lái có thể phát hiện được vạt cản khi mà mình di chuyển. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là khối động cơ 2.0 lít. Đây là khối động cơ của xe. Công suất phát ra của khối động cơ này lên đến 154 mã lực. Đi đôi với hộp số tự động là 6 cấp nên khả năng sản số vận hành nó cực kỳ mạnh mẽ nha. Và xe sẽ bảo hành cho quý chị là 3 năm không giới hạn km. Trong quá trình chạy nếu mà phát sinh vấn đề xảy ra sẽ được bảo hành hoàn toàn miễn phí cho tất cả các Kia trên toàn quốc. Xe có chiều dài tổng thể đến 4640mm, rất là dài nha. Chiều dài cơ sở của nó là 2700mm. Mâm của xe là mâm đúc hợp kim, đường kính mâm là 17 inch, vỏ đã sử dụng vỏ là Continental của Đức nên là cái độ bám đường của nó cực kỳ tốt. Cả 4 phanh thì được sử dụng là hệ thống phanh đĩa và nó sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp cho người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình di chuyển. Đồng thời thì nó sẽ tích hợp thêm hệ thống phân phối lực phanh điện tử ABD để tăng thêm cái hiệu quả phanh. So với các đối thủ cùng phân khúc thì chiếc Kia K3 nó có rất là nhiều lợi thế, đặc biệt là về hệ thống phân phối rộng rãi. Nếu mà mình đi tỉnh thì mình có thể ghé bất kỳ cái tất cả các Kia nếu mà xe của mình gặp sự cố, và chi phí phụ tùng, phụ kiện, bảo dưỡng xe nó cực kỳ rẻ nha, cực kỳ rẻ nha quý anh chị. Mình mua xe đôi khi mình mua được nhưng mà chi phí để nuôi xe thì đó là một cái bài toán để cho mình cân đối. Gương chiếu hậu thì gặp điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe luôn. Tay nắm cửa thì có nút khóa mở cửa bằng một lần chạm. Đây là nội thất của chiếc xe. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là da với hai tông màu, màu đỏ và màu đen, cho chiếc xe mình nó nổi bật và sang trọng hơn. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị những tính năng cần thiết, ví dụ như khóa túi khí nếu mà mình đi hai người mình có thể khóa được túi khí. Rồi, phía trước, phía sau thì đều trang bị cho quý anh chị cửa gió điều hòa. Đây, cửa gió điều hòa của nó là
thiết kế theo dạng trục pin của máy bay, nhìn rất là hiện đại. Táp lô thì được bọc nhựa mềm, rất là êm ái. Tư thế ngồi thì rất là thoải mái, ghế da thì được bọc da cao cấp, có những lỗ thoát khí trên xe. Rồi, và đây, như quý anh chị thấy, xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là túi đựng hồ sơ, cửa gió điều hòa phía sau và có cổng sạc ở phía sau luôn. Ô số hạng xe khác thì nó sẽ không trang bị đầy đủ những tính năng cho quý anh chị đâu. Và đây, nếu mà mình đi 4 người thì mình có thể gặp xuống nó nhục bể tì tay để cho để ly tách đầy đủ hết nha quý anh chị. Có đèn đọc sách luôn. Bố trí hàng ghế đầu tiên nổi bật với lại màn hình giải trí ở giữa 10.25 inch. Đấy. Bố trí khu vực cửa sổ nhìn cũng rất là xịn sò. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là 6 túi khí nha. Và có cân bằng điện tử ổn định thân xe, phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc có hết. Rồi mình xuống phần đuôi chiếc xe mình xem như nào nha quý anh chị. Ở phần đuôi của xe thì xe sẽ được trang bị cho quý anh chị cụm đèn hậu của nó là dạng full LED luôn nhá. Đây. Và nó là những dải LED đứt đoạn cho chiếc xe mình nó có điểm nhắn hơn. Phía sau còn trang bị cho quý anh chị là 4 cảm biến lùi và tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi vào độ xe một cách là an toàn. Phía trên còn trang bị cho quý anh chị là dây cắm ập. Cái phần LED cốp này mình có thể đổ thêm để lấy ra phần LED cốp, còn đây là cái phần phản quang thôi nha quý anh chị. Logo nó được thiết kế mới nhìn rất là nổi bật. Và sẽ coi khoảng không gian của chiếc xe này. Con này sẽ trang bị cho quý anh chị tấm lốp cốp chống thấm, ở phía dưới còn trang bị cho quý anh chị là mâm sơ cua và bộ đồ nghề tiêu chuẩn. Đấy. Mâm này là mâm đúc hợp kim, nó dùng chung với lại 4 mâm ở ngoài luôn nhá. 5 mâm như một. Nếu mình chở hàng gồng cồn thì có thể gặp hàng ghế thứ ba xuống. Đấy. Camera này rất nét, chút em sẽ mở cho quý anh chị xem. Đó. Rồi mình sẽ lên ở hàng ghế đầu tiên. Mình sẽ coi được cái bố trí của khoảng không gian ở hàng ghế đầu tiên nó như thế nào nha quý anh chị. Ở khoảng không gian hàng ghế đầu tiên này á, nó sẽ trang bị cho quý anh chị là khi mà mở cửa, xe này chạy trên 20 km/h tự động nó sẽ lock cửa. Và khi mà mình cài đặt nhé, mình có nhớ ghế hai vị trí. Rồi, lên kính xuống kính bằng cửa tài, ghế tài, cửa tài này, lên kính xuống kính bằng một lần chạm. Ghế tài nó sẽ là chỉnh điện nha quý anh chị. Đấy, có nhớ ghế hai vị trí đấy, rất là tiện lợi. Vô lăng thì được bọc da này, tích hợp những nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi đến tay. Và đây là cái màn hình hiển thị đa thông tin của xe. Xe đối với phiên bản 2.0 này nó sẽ trang bị cho quý anh chị là cảm biến áp suất lốp luôn nhé. Có lại chỉ số trên vô lăng, tăng thêm tính thể thao. Đây là những tính năng rất là cơ bản mà người dùng rất là cần thiết. Đấy. Rồi, đèn pha thì tự động mà tắt theo ánh sáng. Đấy. Quý chị sẽ xem được, mình sẽ con này sẽ có chọn được chế độ lái này, nó sẽ có Normal, Eco, Sport và Smart. Đấy, đó là những cái tính năng chọn chế độ lái, vì con này là tay lái trợ lực điện. Cái vị trí của vô lăng này có thể điều chỉnh được bốn hướng nha, gật gù bốn hướng nha. Đấy. Và nó sẽ phù hợp với lại con đường mình chạy, mình có thể chọn được chế độ lái của nó, rất là tiện lợi. Khởi động start top bằng một lần nhấn, điều hòa tự động thì hai vùng độc lập. Có sạc không dây. Và cái màn hình EVN này nó sẽ có là bản đồ Navi để mình search địa chỉ. Có cảnh báo tốc độ, đoạn đường chạy bao nhiêu nó sẽ có cảnh báo tốc độ cho mình nhá. Và điều đặc biệt ở đây nữa là nó sẽ có kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Nếu mà quý anh chị để ý nhá, cái kết nối Android Auto này ấy, thì mình có thể coi được YouTube. Bằng một cách là mình sẽ tải sát Play về và mình sẽ lên YouTube, nó sẽ có hướng dẫn cụ thể cho mình. Đó thì cái này thì em sẽ nói ở một video sau. Đó là một tính năng khá là hay á. Đó là chỉ có mới có một số anh chị có hướng dẫn trên YouTube, quý anh chị có thể lên trên đó mình tham khảo nha. Thì em biết gì em sẽ nói đó. Rồi, mình có thể kết nối Bluetooth để mình nghe nhạc được. Đấy. Làm mát ghế, đó là một tính năng khá là hay. Khi mà mình chạy ra những tuyến đường xa thì mình có xu hướng sẽ đổ nhiều mồ hôi, thì mình sẽ sử dụng cái tính năng làm mát ghế. Nếu mà đi trời mưa thì mình sẽ bật tính năng sưởi ghế, đặc biệt là ở miền Bắc, khu vực miền Bắc có dry mode. Đây, cái đó là chọn chế độ lái này. Rồi, vừa rồi
là em có giới thiệu sơ qua những cái tính năng của xe. Ngoài ra thì xe còn được trang bị cho quý anh chị là gương chiếu hậu chống chói này, cửa sổ trời này, đấy cũng rất là thông thoáng để mình tăng thêm cái khoảng không gian và diện tích cho xe. Đấy. Rồi, ok, thì nếu mà quý anh chị có thắc mắc gì về giá xe cũng như là chương trình thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Nếu mà quý anh chị muốn biết xe của mình lăn bánh ở địa phương nào thì cứ kết nối kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em sẽ báo giá chính xác. Còn nếu mà quý anh chị muốn biết được cái hồ sơ của mình có thể làm được hay không được á thì cứ gọi cho em, gửi hồ sơ em sẽ kiểm tra, thì em kiểm tra nhanh lắm. Có những trường hợp nợ xấu của em vẫn xử lý được cho quý anh chị nên quý anh chị cứ yên tâm nhé. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.